Buổi sáng xin chào tất cả anh em nhé. Tôi có cây lộc vừng này, nó có một cái phang ngoảnh đầu hơi bị tuyệt vời anh em. Đừng chạy nó vòng từ gốc này lên đây, ngoảnh từ đây nó lên được hai cái mầm đây. Nó như là một con thú nó đang quay đầu lại anh em này, thấy không? Nó có hai cái sừng nữa này, hai cái nhánh này mình có thể làm hai cái sừng, nuôi ba cái nhánh này thôi. Còn những nhánh này thì có thể là mình nuôi hoặc là mình phế đi. Thì hôm nay tôi giao lưu cái cây này thì tôi cứ để nguyên anh em nhé, để nguyên mầm. Anh em về anh có thể là phế đi hoặc là anh em để tùy anh em. Gốc này thì gọi là gốc phôi, là gốc đẹp này anh em. Vì mình chưa tạo tác nên nó thế này, chứ khi mà mình đã uốn nắn là cây này là uốn rất đẹp này anh em. Phía này lấy làm phía mặt trời luôn. Thì trước tiên tôi giao lưu cho anh em thì đặc biệt là những anh em mới tập chơi, tôi xử lý luôn cái vết cắt này cho anh em luôn. Vết cắt này xử lý bôi keo cho anh em. Về thì anh em chỉ tháo cái cắt cái những cái băng keo này ra, mấy cái bì ni lông ra thôi. Anh em đặt cả cái bầu đất này vào một cái chậu mới nhá. Anh em trồng. Chậu càng to càng tốt. To để mình nuôi cành cho nó nhanh. Mấy cái nó mút những cái vết sẹo này. Cây này tạo tác trong vòng 2 đến 3 năm là đẹp. Đây tôi so với anh em cái kéo đây. Đây từ chân bệ này. Từ cái bầu đất ấy. Lên là gần 40 phân. Cái này hoàn thiện thì nó nằm khoảng 40 phân anh em ạ, là đẹp. Từ miệng chậu đây. Hoàn thiện lên trên này nó hoàn thiện. Bây giờ tôi xử lý cái này anh em xem theo dõi nhé.
Đây anh em, cơ bản tôi cũng đã xử lý xong rồi đây. Thì tôi để rất nhiều mầm anh em nhé. Anh em về có thể là những cái mầm nào nó, anh em cảm thấy là mình tạo theo cái dáng nào mà cái mầm nó không phù hợp thì anh em có thể là phế bỏ đi. Những cái này thì bảo đảm sống anh em ạ. Rễ bên dưới là nó rất khỏe rồi. Những cây mà mình cắt thế này anh em ạ, bọc như này thì nếu mà gửi trong vòng một tháng không cần tưới là cây không chết được anh em nhé. Nó tự nó ra mầm luôn anh em. Để anh em yên tâm. Thì cây này tôi sẽ giao lưu với anh em là giá 350.000 cộng ship nha anh em nhé.